Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Đại Graphic Design. Trong loạt video hướng dẫn sử dụng cái app chỉ chụp ảnh thần thánh trên điện thoại PicArt. Đây là một cái app khá phổ biến và rất là mạnh cho các bạn sử dụng trên. Các bạn chỉ cần một cái chiếc smartphone sử dụng các cái hệ điều hành Android hoặc là iOS thì các bạn có thể chỉnh sửa cái hình ảnh của các bạn một cách rất là tuyệt vời, hình ảnh lung linh sắc nét và có thể sống ảo được, đúng không ạ? Và mình cũng rất luôn khuyên với các bạn là các bạn hãy chụp bằng cam thường và sau đấy các bạn đưa vào các cái app này các bạn chỉnh sửa thì nó mới đẹp được. Còn các bạn đã chụp bằng các cái công cụ ví dụ như Fuji hoặc là B612 hoặc là cái công cụ khác liên quan đến chụp ảnh nó lung linh ấy, thì khi các bạn về các bạn chỉnh thêm một cái lớp màu nữa thì nó sẽ không được đẹp giống như cái hình gốc mà các bạn đưa đi chỉnh màu, đúng không? Vì thế nên các bạn nên sử dụng cái cam thường nhá. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần cái công cụ cho các bạn bằng hai cái công cụ cuối cùng là Frame và là Conal. Frame là gì ạ? Là nó sẽ giúp các bạn tạo các cái khung frame đẹp mắt. Đấy, để các bạn có thể up lên trên các cái trang mạng xã hội hoặc làm ảnh nền hoặc là sử dụng cho các cái ấn phẩm thiết kế nào đấy, vân vân. Rất là nhiều nhá các bạn nhá. Trong đây có rất là nhiều cái frame đẹp. Các bạn có thể tham khảo. Đấy. Cực kỳ nhiều frame nhá. Nếu như các bạn mà mua nữa thì nó sẽ lại càng nhiều cái frame nữa. Ở đây các bạn nếu mua tài khoản thì trong này có rất nhiều cái frame để các bạn lựa chọn này. Nó rất là đẹp, đúng không? Đấy. Tuy nhiên thì ở đây mình chỉ lấy một số cái frame, ví dụ như cái frame này. Giống như cái kiểu như tạp chí các bạn. Cái khung này là cái khung khác, cho nên là mình tỷ lệ của nó không đúng. Thì bạn sẽ chọn cái khung đứng hay hơn, đúng không? Cái khung nằm ngang. Đấy, ví dụ như mình chọn cái khung này, nó khá là hay, khá là ngộ nghĩnh. Đấy, các bạn có thể chọn cái khung này. Và các bạn là add thêm một số cái sticker vào thì cái hình ảnh của các bạn nó sẽ đẹp hơn, đúng không? Đấy, ví dụ như chèn thêm chữ vào này. Chữ này chèn thêm một cái drop shadow nữa, nhìn cho nó thật. Ok. Đấy là cái cách mà các bạn có thể chèn cái frame. Cái thư viện frame nó rất là nhiều các bạn nhé. Các bạn có thể chọn cái frame mà các bạn ưa thích. Ở trong này có rất là nhiều. Nếu mà các bạn mua nữa thì thôi rồi, trong này các bạn có tìm cả ngày, đúng không? Cái thư viện frame của PicArt là vô cùng lớn. Không phải là thư viện frame nữa mà tất cả các thư viện của PicArt, giống như các cái template thì nó rất là lớn luôn. Đấy. Thì các bạn có thể chọn một số cái frame mà các bạn ưng ý. Rồi ok, mình sẽ không frame nữa. Và một cái Conal. Còn cái công cụ cuối cùng trong cái thanh công cụ đó là Conal. Conal là gì ạ? Là các cái khung hình giống như cái đoạn hội thoại đó các bạn nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn lấy một cái Conal để mình ghép vào trong cái này. Ví dụ như cái này. Thì các bạn gõ chữ, đúng không? Các bạn với chữ I love you chẳng hạn. Hoặc là các bạn gõ chữ, mình thử gõ chữ tiếng Việt xem có được nha các bạn nhé. Hay được các bạn ạ. Nhưng mà nó bị lỗi. Không biết là có chỉnh sửa được cái phông chữ hay không. Thôi, mình gõ tiếng Anh đi.
Ok, các bạn nhìn thấy chưa? Bây giờ mình đã có một cái này. Các bạn có thể thu nhỏ cái này lại. Các bạn có thể đầu tiên là các bạn thu nhỏ này, các bạn thay đổi phông chữ này. Được chưa? Thay đổi phông chữ. Thay đổi phông chữ, thay đổi cái phông nền. Cái nền này, các bạn có thể thay đổi cái phông nền này. Đúng không? Rồi, cái opacity chẳng hạn thì mình chả cần phải thay đổi nữa. Tôi để cái phone gốc đi. Rồi cái blend, các bạn có thể chọn cái blend nào để hợp lý, hoặc các bạn có thể giữ nguyên. Đấy. Đấy, mình sẽ tạo một cái khuôn ao khác các bạn nhé. Đấy, cái khuôn ao mà nó có cái vạch bên tay bên trái như thế này đi. Ở đây nó không lật được các bạn nhé. Nếu lật được thì mình sẽ chọn cái kia nhìn nó dễ thương hơn. Đấy, ví dụ như cái này. Mình thử chọn cái này coi như thế nào các bạn nhé. Đấy. Rồi mình thay đổi cái background này, thay đổi cái phông chữ này. Ok, đơn giản chỉ có thế thôi. Các bạn tạo một cái khuôn ao, tức là một cái bong bóng hội thoại đấy. Rồi ok, thì cái bài học ngày hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Hy vọng là những cái hướng dẫn của mình sẽ giúp các bạn nắm vững được cái kiến thức để sử dụng thành thạo cái tool trên điện thoại PicArt, giúp các bạn chỉnh sửa cắt ghép hình ảnh một cách thông thạo nhất, nhanh nhất cho công việc của các bạn. Cho dù đấy là một cái công việc hết sức là hại não, chỉnh sửa ảnh để sống ảo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau. Chúc các bạn thành công.